sự nghiệp. Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Mường Ảng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự đồng thuận giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, cấp ủy chính quyền huyện luôn chú trọng gắn chặt công tác dân vận chính quyền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công khai minh bạch trong quản lý điều hành nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương cải cách hành chính hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã cử cán bộ chủ chốt phụ trách công tác dân vận, hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, tỉnh, tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ trong việc giám sát phản biện xã hội. Sau hơn 10 năm triển khai, thực hiện phong trào mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vào thời điểm hiện tại, huyện Mường Ảng hiện có 1 xã về đích nông thôn mới, 2 xã cơ bản đạt chuẩn, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt gần 11,7 tiêu chí. Trong quá trình thực hiện, phong trào đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân trên địa bàn khi tham gia hiến đất, góp công, góp của xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện giảm còn dưới 27%. Huyện phấn đấu đến năm 2021 sẽ có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã cơ bản đạt chuẩn, trên 1 bản nông thôn mới kiểu mẫu và trên 2 bản nông thôn mới số tiêu chí nông thôn mới bình quân 12,6 tiêu chí trên 1 xã. Không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục ưu tiên bố trí các nguồn vốn trung hạn, vốn sự nghiệp để hoàn thiện các chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ngay từ cơ sở. Thời gian qua, được sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh và Huyện ủy Mường Ảng, Công an huyện Mường Ảng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên và cán bộ, chiến sĩ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, kế hoạch công tác hàng năm, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc làm theo lời Bác, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, góp phần xây dựng đảng bộ, đơn vị, lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Làm theo lời Bác dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an huyện không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức người công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thời gian qua, huyện đoàn Mường Ảng phối hợp với công an huyện và các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các nhà trường. Tại các buổi sinh hoạt, học sinh, giáo viên trên địa bàn huyện được cung cấp một số nội dung của luật giao thông đường bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, những lỗi thường gặp khi tham gia giao thông của học sinh như điều khiển xe chưa đủ điều kiện về độ tuổi, lạng lách, đánh võng, chờ người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm và những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông, không tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, các em còn được tuyên truyền về luật phòng chống ma túy, hiểu được tác hại và hiểm họa của ma túy gây ra cho toàn xã hội, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người cho các em học sinh. Từ đó biết cách phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, giúp các em biết cách tự bảo vệ, phòng tránh khỏi bị lừa, đồng thời cùng với xã hội có ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống mua bán người. Hiện nay, xã Lậm Lịch có 77 hội viên cựu chiến binh, trong đó có 15 hội viên nghèo và cận nghèo. Để giúp các hội viên vươn lên phát triển kinh tế,
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động hội viên gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng quỹ hội, tích cực tham gia lao động sản xuất, tham gia trồng và bảo vệ rừng. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 4,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên cựu chiến binh đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàng Cang hiện có trên 1.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 18 chi hội. Để thu hút được chị em tham gia vào tổ chức hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế. Duy trì việc ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hàng trăm hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho chị em phụ nữ. Nhờ đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có nhiều chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hiện nay, thị trấn Mường Ảng có trên 580 hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại 10 chi hội. Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, các cấp hội người cao tuổi trong xã đã vận động hội viên tham gia tuyên truyền, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, đóng góp tiền, công sức, hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cán bộ, hội viên người cao tuổi chủ động, tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng nếp sống văn hóa người cao tuổi gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm cụ thể như người cao tuổi tham gia làm cỏ hai bên đường, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Ngoài ra, các cụ còn tham gia các đoàn thể khác như hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội khuyến học, tổ hòa giải. Không chỉ mẫu mực trong các phong trào, nhiều hội viên người cao tuổi còn tích cực cùng con cháu tham gia kinh doanh, lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hội viên người cao tuổi luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Các cụ luôn gương mẫu đi đầu, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hiện nay, Hội Nông dân xã Hàng Tở có 916 hội viên tham gia, sinh hoạt ở 14 chi hội. Những năm qua, hội đã có nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện hỗ trợ cho 367 hội viên nông dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất với 9 tổ vay, tổng dư nợ trên 14,7 tỷ đồng. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện mở các lớp tư vấn hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và đào tạo nghề. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của hội, nhiều hội viên nông dân đã năng động tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tư vấn và hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa và vận động người thân không vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường Ảng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện ủy Mường Ảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hoạt động thiết thực giúp cán bộ, đảng viên thể hiện được phẩm chất năng lực, nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu. Qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên được đề cập rất nhiều lần trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng như Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định số 4871 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với chức năng nhiệm vụ được phân công đảm nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Quán triệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết đó, huyện ủy Mường Ảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch hành động của cấp ủy, đồng thời tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tiến hành đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm gắn với kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân, đảng viên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.
Từ đó góp phần giúp đảng viên tự soi, tự sửa và đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị cũng như địa phương nơi cư trú. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết. Thông qua các phong trào thi đua trong việc xây dựng đảng, phát triển lễ hội thì cũng đã xuất hiện nhiều cái gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cái chủ trương đó. Đó là cái việc là gương mẫu về trong cuộc sống, thế rồi trong đời thường, thế rồi là trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên và cũng như là nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Thế rồi nữa là tích cực lao động sản xuất, tạo ra của cải, thế rồi nuôi dạy con cái, thế rồi là có tình làng nghĩa xóm, thế rồi thực hiện tốt các cái phong trào thi đua khác. Trên tinh thần chỉ đạo của huyện, hàng năm, các cán bộ, đảng viên trên địa bàn đều đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký cho mình từ 1 đến 2 phần việc cụ thể, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đảng, tự giác khắc phục khó khăn, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới, để người dân tin tưởng, làm theo, các cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã chủ động rà soát, tìm hiểu các tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó đăng ký từ 1 đến 2 phần việc cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực về phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu về giảm nghèo, môi trường. Cán bộ, đảng viên trong huyện luôn đi đầu trong các phong trào như hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, tích cực tham gia đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 6 đến 15 tiêu chí nông thôn mới. Ông Lương Văn Triển, Bí thư chi bộ Bản Thái, xã Mường Đăng nói. Chúng tôi đã họp chi bộ để triển khai các mọi chủ trương, chính sách của đảng, cấp trên. Chúng tôi đã tiếp thu được, chúng tôi tạo điều kiện là sinh hoạt chi bộ, triển khai các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, giao cho các đồng chí đảng viên đấy, trong chi bộ đấy, nhận thức được, hiểu được về cái mặt chủ trương. Chi bộ Bản Lịch Cang thuộc Đảng bộ xã Lậm Lịch hiện có 11 đảng viên. Với phương châm nói phải làm phải tốt, chi bộ luôn phát huy tinh thần nêu gương từ người đứng đầu chi bộ, luôn gương mẫu để các đảng viên học tập, các đảng viên cao tuổi trong chi bộ gương mẫu, nêu gương để các đảng viên trẻ noi theo. Việc nêu gương được thực hiện ngay từ những việc làm nhỏ nhất trong sinh hoạt chi bộ, như tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ giấc, chuẩn bị nội dung nghiêm túc, kỹ lưỡng, trách nhiệm cao trong thảo luận, góp ý, xây dựng các kế hoạch, nghị quyết của chi bộ. Nhờ đó mà các buổi sinh hoạt chi bộ ở chi bộ Bản Lịch Cang luôn đạt chất lượng và hiệu quả cao. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quán triệt, triển khai một cách cụ thể, nghiêm túc, các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân được giải quyết. Nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở bản được thông qua. Vai trò lãnh đạo của chi bộ được thể hiện rõ nét ở nhiều lĩnh vực. Vai trò hạt nhân chính trị của các đảng viên ở cơ sở được nâng lên. Ông Quang Văn Thân, Bí thư chi bộ Bản Lịch Cang, xã Lậm Lịch cho biết. Triển khai và nghị quyết thì chi bộ họp chi bộ thì mùng 3 hàng tháng, xong là chi bộ còn sinh hoạt mở rộng đến các gọi các ban ngành đoàn thể, xong là trưởng bản đi dự sinh hoạt mở rộng đấy. Mỗi tháng thì chi bộ ra một phương hướng, xong là quy định một số công việc cụ thể cho mỗi làng biên để sang là đến từng các ban ngành đoàn thể của bản đây. Mỗi làng biên phải gương mẫu và chấp hành tốt các điều lệ chính sách pháp luật của làng và nhà nước để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo này. Cùng với việc nêu gương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Mường Ảng còn chủ động đi đầu trong tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, khu dân cư. Theo đó, để người dân tin tưởng, làm theo, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã tích cực vận động các thành viên trong gia đình, những người xung quanh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước của thôn, xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cháu chăm ngoan, hiếu thảo, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ gìn nếp sống văn minh, lành mạnh. Trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ hàng năm, các đảng viên đã chấp hành thực hiện tổ chức gọn lẹ, tiết kiệm, lành mạnh, không phô trương, lãng phí. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết.
Tiếp tục thực hiện cái di nguyện của Bác ấy. Mỗi đảng viên là một tấm gương sáng, thực hiện gương mẫu, thế rồi cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Thì trong những năm vừa qua thì Đảng bộ chính quyền huyện Mường đã quán triệt và triển khai đặc biệt công tác tuyên truyền thông qua các cái hội nghị, các buổi sinh hoạt, các phong trào thi đua thì cũng đã phát động và tuyên truyền để cho đảng viên, nhân dân hiểu về cái chủ trương đó. Và qua các cái nhiệm kỳ cũng như là các phong trào thì cũng đều được đánh giá là triển khai rất tốt. Từ sự nỗ lực nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, niềm tin của nhân dân vào cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Mường Ảng được nâng lên, tạo sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường Ảng nỗ lực giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với những giải pháp đa dạng, công tác giảm nghèo ở huyện Mường Ảng trong những năm qua đã thu được những kết quả quan trọng. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, huyện Mường Ảng đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phát huy sức mạnh của các lực lượng, trong đó trọng tâm ý thức tự giác của người dân, vai trò của cộng đồng và chính quyền cơ sở. Xác định rõ, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân là yếu tố quyết định, cùng với sự hỗ trợ, giúp sức của cộng đồng để đảm bảo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Hàng năm, Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp ở Mường Ảng đã phát huy tốt vai trò công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình, mục tiêu giảm nghèo vừa tuyên truyền, động viên người dân tích cực phát huy nội lực trong thực hiện công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kết hợp giữa trồng rừng, bảo vệ rừng, đảm bảo môi trường sinh thái, tăng độ che phủ rừng. Bà Tô Thị Hạnh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Mường Ảng cho biết. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực thì chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho huyện ủy ban hành cái chương trình hành động và tham mưu cho ủy ban huyện xây dựng cái đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Và trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đã tích cực chủ động tham mưu cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân huyện triển khai đồng bộ có hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo. Do vậy là cái tỷ lệ thoát nghèo chúng tôi cơ bản là đã thoát nghèo bền vững. Gia đình chị Lò Thị Ngoan ở bản Nong Háng, xã Ảng Cang, trước đây là một trong những hộ nghèo. Năm 2017, chị vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cùng số vốn tiết kiệm để đầu tư xây chuồng, mua con giống, phát triển chăn nuôi bò, lợn. Gia đình chị hiện nay duy trì nuôi trên 10 con bò, hơn 20 con lợn thịt, hàng trăm con gia cầm các loại. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình chị thu nhập hơn 100 triệu đồng từ chăn nuôi. Chị Lò Thị Ngoan, hội viên nông dân xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng chia sẻ. Gia đình tôi với bàn bạc với chồng con là mua là vay vốn ngân hàng, trước khi vay vốn ngân hàng là 30 triệu thì gia đình tôi là mua được hai con bò mẹ là khoảng 2 năm là đẻ ra được 6 đứa. Là 2 năm sau thì gia đình tôi là lại bán đi, lại mua lợn giống này, mua gà này, vịt này, làm sửa sang chuồng trại của nhà. Thế là mỗi năm thì đi nghe họ tư vấn là bảo là cứ mỗi tháng là mua thuốc để tiêm phòng này, mua thuốc để cho nó vào nước của uống, cho lợn, cho gà uống. Thế là gia đình phát triển lên khá khá hơn một tí. Để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, những năm qua, xã Ảng Cang đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Huy động được các nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền, vận động nhằm nêu cao nhận thức cho người dân nói chung,
cán bộ, hội viên nông dân nói riêng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức cho các hộ nghèo tự vươn lên trong lao động sản xuất để có đời sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Tích cực vận động nhân dân phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây con giống có giá trị vào nuôi, trồng. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo bền vững, có thu nhập ổn định, đời sống từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Anh Lò Văn Lả, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàng Cang chia sẻ. Để giúp các hội viên nông dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, thì chúng tôi phối hợp với ngân hàng chính sách cho các hội viên nông dân vay vốn để thứ nhất để phát triển chăn nuôi, đại gia súc, kết hợp với trồng rau màu hàng năm. Thì chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm dạy nghề của huyện mở các lớp tập huấn này, các lớp học nghề. Đấy, từ đó người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển cây rau màu. Bên cạnh đó, để giúp các hộ nghèo tiếp cận được với nguồn vốn vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chủ động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu, tư vấn hướng dẫn cho vay. Chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét đối tượng cho vay trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo điều tra và được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, bảo đảm dân chủ, công khai. Do vậy, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn đến đúng đối tượng. Các hộ được vay sử dụng vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo cơ hội phát triển kinh tế gia đình bền vững. Tính đến tháng 11 năm 2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đạt trên 360 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã hỗ trợ tạo điều kiện cho trên 2.000 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó có 226 hộ cận nghèo, gần 600 hộ nghèo, trên 230 hộ mới thoát nghèo. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng cho biết. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Điện Biên cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Điện Biên giao kế hoạch chỉ tiêu hàng năm thì phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng đã kịp thời tham mưu cho trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng phân bổ vốn đến các xã để kịp thời để cho vay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn để kịp thời cho các hộ nghèo có vốn để làm ăn. Ngoài cái chương trình hộ nghèo được ưu đãi về lãi suất thì phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng cũng đang triển khai cái chương trình cho vay nhà ở theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, cho vay theo cái nghị định 100 về hỗ trợ về sửa xây và sửa chữa nhà ở. Ngoài những cái chương trình đã được ưu đãi lãi suất thì phòng giao dịch cũng còn triển khai cái chương trình cho vay theo cái quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ đối với cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Với những giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo ở huyện Mường Ảng trong những năm qua đã thu được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Qua kết quả rà soát sơ bộ năm 2020, số hộ nghèo trên địa bàn còn trên 2.900 hộ, chiếm trên 26% tổng số hộ dân trên địa bàn, giảm 4,59% so với cuối kỳ năm 2019. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân trên một xã, toàn huyện ước đạt 11,7 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân, trong thời gian tới, công tác giảm nghèo của huyện Mường Ảng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Ảng luôn ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy để các phong trào trong cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ quân sự huyện có 3 chi bộ với 32 đảng viên. Những năm qua, cùng với sự chủ động làm tốt công tác tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi ủy đưa các mục tiêu, chỉ tiêu học tập và làm theo Bác vào các hoạt động gắn với tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thông qua các đợt sinh hoạt tư tưởng và phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy quân sự huyện đã khuyến khích, động viên tinh thần tự giác, tự nguyện của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, áp dụng các chuyên đề vào thực tiễn công việc và nhiệm vụ của bản thân. Chính vì vậy, 100% đảng viên đã đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ yếu tập trung vào việc khắc phục hạn chế trong việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành chế độ quy định của đơn vị, nâng cao trình độ năng lực, làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống. Từ đó làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác phấn đấu thực hiện và bình xét đánh giá chất lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đều kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện. Trung tá Lê Đình Hải, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Ảng cho biết. Để mà thực hiện tốt cái việc học tập là làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo, thì đối với Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ căn cứ vào cái nhiệm vụ chính trị trung tâm mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao và nhiệm vụ mà Thường trực Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng giao, thì đối với Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ căn cứ để xây dựng các cái kế hoạch cụ thể. Nhưng trước mắt thì đối với Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện thì sẽ tập trung tổ chức các cái hoạt động như các cái hoạt động thiết thực nhất cụ thể trong cái thời gian tới. Chúng tôi sẽ tổ chức bố trí lực lượng cũng như là huy động lực lượng đối với cán bộ chiến sĩ trong Ban Chỉ huy quân sự huyện, giúp dân thực hiện cái xây dựng nông thôn mới. Điểm nổi bật nhất ở Đảng ủy quân sự huyện là cán bộ chiến sĩ đã tự giác xây dựng, rèn luyện cho mình tác phong làm việc khoa học, chất lượng, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Nói và làm theo nghị quyết của Đảng, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm. Tự soi mình, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, luôn đi đầu trong thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đại úy Nguyễn Văn Ninh, tiểu đoàn trưởng thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện chia sẻ. Trên cái cương vị là tiểu đoàn trưởng khung thường trực của đơn vị, để thực hiện tốt cái cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì trong những năm qua bản thân tôi luôn tự quán triệt và thực hiện nghiêm các cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo của nghị quyết vào cái chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời là tích cực trong học tập, nghiên cứu, nâng cao cái trình độ mọi mặt, gương mẫu trong chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của địa phương và đơn vị. Cùng với đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý thời gian cả nơi làm việc và nơi cư trú, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật. Thông qua đó, từng cấp ủy có biện pháp quản lý, giáo dục, kịp thời uốn nắn những quân nhân còn hạn chế. Nhờ đó, trong năm qua, 100% cán bộ, đảng viên đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt việc huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, luôn giữ tốt mối quan hệ với nhân dân địa phương, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, việc làm theo Bác được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gắn với những thói quen hàng ngày theo phương châm, mỗi ngày một việc tốt như làm tốt công tác hậu phương quân đội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ cũng luôn được đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ quân sự huyện Mường Ảng đã từng bước chuyển cả về nhận thức và hành động. 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật, các quy định của cơ quan, nền nếp xây dựng chính quy trong đơn vị, từng bước được nâng lên. Việc rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác trong sinh hoạt đảng và đơn vị được phát huy.
ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân chuyển biến rõ rệt, tạo được niềm tin phấn khởi, xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Qua phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, hàng năm, đảng bộ quân sự huyện đều đạt trong sạch vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, đảng bộ quân sự huyện được huyện ủy tặng giấy khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2019, được đảng bộ cấp trên khen thưởng có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng, với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung, Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.